cập nhật những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine Ukraine phóng 158 UAV tấn công mục tiêu khắp nước Nga sẵn sàng cú chất hạ buộc Moscow phải đồng ý chấm dứt xung đột Trong khi đó mặt trận Kursk vẫn đang ở thế giằng co Ngoại trưởng Nga dội gáo nước lạnh và chính quyền Kiev tuyên bố không bao giờ có chuyện dùng lãnh thổ để làm điều kiện đàm phán Chưa dừng lại ở đó quan chức này cũng đã chỉ đích danh kẻ bài nga trong bộ máy chính quyền mỹ sau những tuyên bố khiến moscow tức giận từ ông joseph borrell căng thẳng bàn tròn thế sự ngày càng phân cực rõ ràng những đồng minh của nga trở thành mục tiêu công kích của các nước đối lập iran thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ nhằm kéo tehran về phía moscow đập tan tin đồn sĩ quan nước này huấn luyện lực lượng nga Căng thẳng vẫn bao trùm Trung Đông với một loạt sự kiện mới nổi bật trong ngày. Một con tin Mỹ do Hamas bắt giữ đã thiệt mạng trước khi được quân đội Israel tìm thấy trong đường hầm. Điều này đã thật sự khiến Tổng thống Biden phẫn nộ, tuyên bố các thủ lĩnh Hamas sẽ trả giá cho điều đó. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chiến trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 158 máy bay không người lái đã bị bắn hạ hoặc bị chặn bởi tác chiến điện tử trong cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào lãnh thổ Nga. UAV đã bị bắn hạ trên hơn một chục khu vực của Nga, theo một tuyên bố được Bộ đưa ra ngay sau vụ tấn công. Tuyên bố cho biết, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của chế độ Kiev phòng không Nga đã loại bỏ 46 UAV trên khu vực Kursk, 34 trên khu vực Bryansk, 28 trên khu vực Voronezh và 14 trên khu vực Belgorod. Moscow cũng là mục tiêu của một cuộc tấn công với 7 UAV bị bắn hạ trên bầu trời vùng Moscow Oblast và 2 UAV khác ngay ở thủ đô. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói rằng một số máy bay không người lái đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow và đám cháy đang được dập tắt tại phòng kỹ thuật riêng biệt của nhà máy. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời các quan chức cứu hỏa cho hay, vụ cháy được đánh giá ở mức độ phức tạp cao nhất, có thể cần thêm các đơn vị cứu hộ. Thống đốc Tiver, Igor Rudenia cho biết đã xảy ra hỏa hoạn ở thị trấn Konakovo, nhưng nguồn cung cấp điện và khí đốt không bị gián đoạn. Ông không nói rõ cơ sở nào của Nga đang bị hỏa hoạn sau vụ tấn công. Ukraine cũng đã cố gắng tấn công nhà máy điện Kashira ở khu vực Moscow bằng 3 máy bay không người lái. Mikhail Suvalov, người đứng đầu chính quyền Kashira cáo buộc Ông nói không có hỏa hoạn, thiệt hại hoặc thương vong do cuộc tấn công. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong sau các vụ tấn công. Do không được Mỹ và phương Tây cho dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine không còn cách nào khác là phải dùng các UAV tự sản xuất để gây thiệt hại cho đối thủ, đáp trả các đợt không kích dữ dội của Moscow trước đó. Bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đang liên tục kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí tầm xa nhằm cho phép Kiev ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu, một phái đoàn Ukraine, phó thủ tướng thứ nhất, bộ trưởng bộ quốc phòng, các sĩ quan từ bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine và người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine đang ở Washington. Họ đã tham gia các cuộc họp ở nhiều cấp độ khác nhau. Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với chúng tôi là khả năng sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Đây chính là chìa khóa để ngăn chặn mọi cuộc tấn công mà Kharkov và các thành phố cũng như các địa phương khác ở Ukraine đang phải đối mặt. Theo tổng thống Zelensky, việc ngăn chặn bom lượn của Nga xuất hiện trên bầu trời Ukraine sẽ là bước đi quyết định buộc Nga phải chấm dứt xung đột và chấp nhận nền hòa bình công bằng. Ông Zelensky nhấn mạnh, "Vì vậy, tôi đề nghị Mỹ, Anh, Pháp và Đức rằng chúng tôi cần một cơ hội để thực sự và hoàn toàn bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi cần được cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga." và chúng tôi cần đạn dược và tên lửa tầm xa của các ngài. Những quyết định quan trọng này không thể bị trì hoãn vì chúng có thể tác động đến tình hình hiện tại theo những cách có lợi nhất. Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga, đó là tấn công các sân bay quân sự, các căn cứ quân sự và các trung tâm hậu cần của lực lượng Nga. Ở tiên tuyến Ukraine, trong một bài phát biểu, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết, ở hướng thành phố Pokrovsk phải đối mặt với số lượng cuộc tấn công của Nga nhiều nhất trong các mặt trận. Ngoài ra, theo ông Zelensky, tình hình cũng đang rất khó khăn ở hướng thành phố Kramatorsk, Torezk, đều ở tỉnh Donetsk và Kupiansk, tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine cho biết gần 200 trận chiến xảy ra hàng ngày trên toàn bộ mặt trận. Bộ quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến trung tâm của nước này đã giành được khu định cư Kirovo, tỉnh Donetsk. Cạnh đó, nhóm tác chiến trung tâm còn tấn công và ngăn chặn các lực đoàn Ukraine phản công ở các khu định cư Rodoka, Kalinovo, Mikhailovka, Rozhokha và Ruspa đều ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine thiệt hại nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đang gia tăng sức ép lên phương Tây để cho phép Kiev tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky nói rằng những cuộc tấn công của Nga bằng bom dẫn đường trên không vào Ukraine chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách tấn công các sân bay quân sự, các căn cứ và hậu cần của Nga. Ông Zelensky cho rằng việc xóa sổ các quả bom dẫn đường của Nga khỏi bầu trời Ukraine sẽ là một bước đi mạnh mẽ buộc Moscow phải chấm dứt xung đột và tìm kiếm một nền hòa bình công bằng. Ông Zelensky kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp và Đức rằng chúng ta cần có khả năng thực sự và đầy đủ để bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi cần sự cho phép của các bạn để sử dụng năng lực tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng các đại diện của nước này đã cung cấp mọi thông tin chi tiết cần thiết cho các đối tác của Ukraine. Theo Reuters, ông Zelensky dự kiến sẽ đưa ra lời kêu gọi tương tự vào tháng tới khi ông trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian tới. Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine tuyên bố đã giành được 7 xe tăng Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công tỉnh Kursk. Theo lữ đoàn này, Số xe tăng bị thu giữ bao gồm một xe tăng T-90M, 4 xe tăng T-80, BVM và hai xe tăng T-72. Binh sĩ có tên Bodan cho biết, tôi luôn mơ ước chiếm được một chiếc xe tăng Nga. Bodan cùng các đồng đội đã giành được một số xe tăng T-80 BVM mới ở ngoại ô thị trấn Sút Gia trong những ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công tỉnh Kursk. Một binh sĩ khác có tên Dmitro thuộc lữ đoàn số 80 cho biết, những chiếc xe tăng mà nhóm này giành được sẽ giúp tăng cường đáng kể lực lượng thiết giáp của Ukraine trong các cuộc giao tranh tương lai với quân đội Nga. Trong khi đó, Thiếu tướng Atya Laudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng Nga, kiêm Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Chechnya cho biết, sẽ mất ít nhất 2-3 tháng để bao vây, trần áp đối phương, tiến tới loại bỏ những lực lượng Ukraine đột nhập lãnh thổ ở mặt trận Kursk. Chuyên gia Trương Hồng, nhà nghiên cứu tại Viện Nga, Đông Âu và Trung Á, thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định, Hiện tại, trọng tâm chiến lược của Nga vẫn là ở miền đông Ukraine, không phải Nga không có đủ lực lượng, mà là họ không sẵn sàng quay trở lại phòng thủ. Chuyên gia này tin rằng, nếu không quay trở lại phòng thủ, Nga không thể ngăn chặn được quân đội Ukraine ở Kursk và không tạo ra được áp lực hiệu quả lên lực lượng đối phương đang tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Mặc dù Ukraine tiến nhanh ở Kursk, nhất là trong thời gian đầu, là vì quân đội Nga đồn trú tại đây có số lượng ít và thiếu kinh nghiệm trận mạc, trong khi Ukraine được phương Tây cung cấp nhiều thông tin tình báo quý giá như vị trí chính xác của quân Nga tại đây, giúp Ukraine xác định những nơi họ có thể đánh chiếm dễ dàng mà gặp ít sự kháng cự. Nhưng bù lại, Nga tiến mạnh ở miền đông Ukraine. Đồng thời tại mặt trận Kursk, họ cũng đã kịp củng cố thế trận để đối đầu lâu dài với Ukraine. Hãng thông tin tình báo quốc phòng Zeiss đánh giá rằng phản ứng của Nga tuy chậm nhưng lại có phương pháp và kỹ lưỡng. Tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli nhận xét trước Tổ chức Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, Mỹ rằng tác động gây sốc của chiến dịch Kursk lên người Nga sẽ không kéo dài mãi và phía Nga sẽ chuẩn bị đáp trả tương ứng. Ông Lưu Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Quốc tế Trung Quốc và Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nga của Đại học Sư phạm Hoa Đông, đồng quan điểm cũng đưa ra nhận định, quân đội Ukraine không dám tiến xa nếu không sẽ dễ dàng trở thành con rùa trong bình. Lực lượng Kiev gần đây thường xuyên phá hủy các cây cầu ở Kursk để bảo toàn kết quả. Đối với quân đội Nga, khi những cây cầu bị phá hủy việc tiếp viện cho tuyến trước càng khó khăn hơn, đồng thời khó đánh bật đối phương. Còn chuyên gia Trương Hồng thì cho rằng quân đội Ukraine ở Nga cũng gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với Kiev là bằng lối đánh này họ khó cầm cự được lâu dài và có thể sẽ bị Nga loại bỏ hoàn toàn. Ông kết luận rất có thể quân đội Nga đang tập trung lực lượng, câu giờ để dứt điểm ở mặt trận Donbass, sau đó có thể tấn công ở hai bên sườn của quân đội Ukraine, tiến hành các hoạt động chiến thuật thọc sâu vào phía sau tỉnh Sumy cắt đứt mối liên hệ giữa lực lượng Kiev ở trong khu vực Kursk và lãnh thổ của họ, từ đó quét sạch đối phương trong một chiến dịch tổng lực. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko thông báo Kiev sẽ nhận được 800 triệu đô la Mỹ từ Mỹ để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Sviridenko đã cảm ơn Mỹ về sự hỗ trợ của nước này trong việc xây dựng các hệ thống bảo vệ thụ động cũng như gói tài trợ 800 triệu đô la Mỹ cho ngành năng lượng Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko cũng tiết lộ về cuộc họp với Thứ trưởng Năng lượng Mỹ David Turk trong chuyến thăm Mỹ và việc cung cấp cho Washington danh sách các thiết bị quan trọng mà phía Ukraine cần sửa chữa ngay Bộ trưởng Sviridenko cho biết hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina đã bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột với Nga Mỹ hiện là nước trợ giúp Ukraine nhiều nhất trong cuộc xung đột với Nga, cả về mặt quân sự lẫn kinh tế. Trước đó, Mỹ bày tỏ phẫn nộ về cuộc tấn công lớn của Nga vào lưới điện Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby chia sẻ, Mỹ lên án kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể. Các cuộc tấn công này, theo sau các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Kiev thúc giục các đồng minh cho phép dùng tên lửa để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, theo Reuters, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tục của Nga và Ukraine sau khi Ba Lan cho biết một máy bay không người lái có thể đã xâm nhập không phận nước này trong cuộc tấn công vào dạng sáng ngày 26 tháng 8. Người phát ngôn của NATO, bà Farah Naklala, nhấn mạnh kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine, các mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã nhiều lần được tìm thấy trên lãnh thổ đồng minh. Bà Farah Dakhla cho rằng, mặc dù chúng tôi không có thông tin nào cho thấy Nga cố ý tấn công các đồng minh, nhưng những hành động này có khả năng gây nguy hiểm. Theo trang Business Insider, không quân Ukraine vừa đăng tải đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu MiG 29 từ thời Liên Xô của lực lượng này mang theo bom lượn GBU-62 JDAM do Mỹ sản xuất tấn công các cây cầu ở vùng Kursk của Nga. GBU-62 được trang bị bộ dẫn đường giúp biến bom thường thành vũ khí chính xác trên không và có thể được phóng ở tầm xa. Mỹ chưa công bố số lượng bom đã viện trợ cho Ukraine. Từ giữa tháng này, không dừng lại ở việc tiến quân sâu vào Kursk, Ukraine còn không kích các cây cầu quan trọng tại đây. Động thái này được cho là nhằm vào khu vực nằm giữa sông Seim, biên giới Ukraine đã kiểm soát bên trong lãnh thổ Nga. Việc phá cầu như vậy có thể tạo thế vây chặt quân đội Nga đang đóng tại đó. Theo các thông cáo của không quân Ukraine và các đăng tải trên mạng xã hội của quan chức và bình luận viên quân sự Nga, cả ba cây cầu bắc qua đoạn sông Seim đi qua đây đều đã bị đánh sập hoặc làm hư hại nặng. Hậu quả là một vùng rộng lớn của Kursk về cơ bản bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế trên bộ và quân tiếp viện. Hoạt động tiếp tế trên không quy mô lớn cũng có thể trở nên rất thách thức với Nga khi Ukraine đã chuẩn bị vũ khí để bắn hạ trực thăng của Moscow làm nhiệm vụ không vận. Phía Nga sau đó đối phó bằng cách dựng cầu phao qua một đoạn sông Seim chiến lược giữa các ngôi làng Zvanoe và Gluskovo để đảm bảo hoạt động hậu cần. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã sử dụng hàng loạt UAV cảm tử để phá hủy cầu phao mới bắc của Nga. Theo hình ảnh vệ tinh, cây cầu tạm của Nga đã biến mất và có nhiều khói xám bốc lên từ khu vực này. Giới chuyên gia phương Tây dự đoán, việc quân đội Ukraine quyết tâm cô lập vùng lãnh thổ bên trái sông Seim là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ có thể sắp mở một cuộc tấn công trên bộ vào chính khu vực mà họ vừa tìm cách cắt đứt tiếp tế. Mikola Bielieskov, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm phi chính phủ Compact Elite, chuyên hỗ trợ quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga có thể buộc phải rút khỏi khu vực này nếu họ có nguy cơ bị cắt đứt tuyến tiếp tế hoặc phương tiện rút lui. Ông Bielieskov nhận định tấn công các cây cầu đó sẽ gây phức tạp cho đối phương hoặc ngăn chặn hoàn toàn họ trong nỗ lực duy trì lực lượng ở bờ nam của sông Seim. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trên kênh RT Rất khó để biết mục tiêu và ý định của họ là gì, nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề này. Thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ bắt giữ tù nhân và muốn chiếm giữ từng km vuông. Ông Lavrov cho rằng việc Ukraine tấn công vào vùng Kursk để trao đổi thật ngây thơ và đơn giản. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai, chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 năm 2024 đã nói rằng Moscow sẵn sàng giải quyết tình hình trên cơ sở thực tế. Ông Lavrov cho biết, thực tế trên thực địa, thực tế của hiến pháp Nga nêu rõ rằng hiện chúng tôi có 4 phần mới của liên bang ngoài Crimea và nhắc đến 4 khu vực ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập. Ngoài ra, ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Nga hiện không muốn bất kỳ cuộc đàm phán nào và chỉ trích việc chính ông Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các cuộc đàm phán sau này sẽ càng khó khăn hơn với Ukraine. Ông nói, Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến các cuộc đàm phán tiềm năng cách đây một năm rưỡi. Tổng thống nói chúng tôi không từ chối đàm phán. Những người phản đối đàm phán cần hiểu rằng càng trì hoãn, càng khó đồng ý về bất kỳ điều gì. Ông cho biết thêm, hai bên lẽ ra đã dễ dàng đạt được thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng Ukraine không muốn điều đó. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO là vấn đề không thể đàm phán. Moscow coi việc Ukraine tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt là mối đe dọa an ninh đối với Nga. Trong khi đó, ở chiều đối diện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang đau đầu với tình trạng hiện tại trên lãnh thổ Ukraine. Ông chia sẻ trên kênh Telegram của mình rằng Quân đội Ukraine cùng lúc phải đối mặt với các khó khăn trên các hướng mặt trận. Đó là tình trạng diễn ra ở một phần của tỉnh Donetsk cũng như Kharkov. Ông Zelensky viết: "Tôi đã trao đổi với Tổng tư lệnh Oleksandr Syzdyk. Hướng Pokrovsk có nhiều cuộc tấn công nhất và các hướng Kramatorsk, Toresk, Kupiansk cũng không dễ dàng gì." Nhà báo người Đức Christoph Oener lưu ý rằng quân đội Ukraine đang gặp vấn đề ở Donbas. Theo phóng viên này, tình hình trên chiến trường của Ukraine là rất khó khăn các đơn vị của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU buộc phải rút khỏi các vị trí quan trọng trong tuyến phòng thủ của họ do Nga tấn công. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã chính thức kiểm soát làng Kirovo, Ukraine gọi là Pimnik Noye, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Thông báo đã xác nhận thành công của quân Nga ở hướng này và củng cố các vị trí của họ trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chiến dịch kiểm soát Kirovo đã được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận trước sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine. Sau một loạt cuộc đụng độ, quân đội Nga đã có thể thiết lập quyền kiểm soát điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga phóng tên lửa nhằm vào phá phản lực M270 Ukraina tại tỉnh Sumy tuyên bố phá hủy hoàn toàn tổ hợp này sau khi đơn vị trinh sát Nga phát hiện phá phản lực M270 MRLS do Mỹ sản xuất gần khu dân cư Saki. Cơ quan này cho biết Quân đội Nga sử dụng tên lửa có độ chính xác cao tấn công vị trí của tổ hợp M-270, phá hủy hoàn toàn khẩu phá và hạ các binh sĩ Ukraine vận hành. Video cho thấy tên lửa nga lao xuống vị trí nghi của khẩu M-270, tạo ra một vụ nổ lớn. Theo kênh Telegram Isnanka của Nga, tổ hợp M-270 nói trên bị phát hiện ở lối ra khu dân cư Saki khi đang di chuyển chậm đến vị trí triển khai trên xe không lắp sẵn đạn. Khi bệ phóng M-270 tiến vào bìa rừng tên lửa Iskander Nga lao xuống vị trí này. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết, các đơn vị thuộc cánh quân Toshen đã kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Kirovo, tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga ở khu vực gần đó đẩy lùi 7 cuộc phản công của 4 lữ đoàn Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Trước đó vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tập kích phá phản lực M270 MLRS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Nikolaev. Vụ tập kích diễn ra ở làng Semchenkovo. Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 đã chứng minh được giá trị trên tiền tuyến sau khi phá hủy được nhiều mục tiêu của Nga và chịu ít tổn thất. Hệ thống này được đánh giá cao bởi khả năng cơ động linh hoạt, cho phép kiếp chiến đấu khai hỏa, sau đó nhanh chóng di chuyển tới vị trí an toàn để ẩn náu và bổ sung vũ khí. Hệ thống phóng của M270 được lắp trên khung gầm xe bánh xích có nguồn gốc từ xe chiến đấu Bradley, tương tự như người anh em họ được đặt trên khung gầm xe bánh lốp HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 M270 cũng có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Ngoài ra, M270 cũng có thể bắn tên lửa không điều khiển tầm ngắn hơn. Mỗi bệ phóng M270 được thiết kế với hai khoang chứa đạn tiêu chuẩn, cho phép bắn được 12 quả rocket hoặc hai tên lửa ATACMS. Cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn rất may mắn khi có được những hệ thống MLRS này bởi chúng hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, dù là thiết bị quân sự có giá trị cao và tinh vi như M270 thì vẫn phải chịu những tổn thất, đặc biệt là trong một cuộc xung đột đối đầu với cường quốc quân sự như Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích quan điểm của Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, EU sắp mãn nhiệm. Ông Joseph Borrell về Ukraine gọi ông là kẻ bài Nga. Trong cuộc phỏng vấn liên quan đến bộ phim tài liệu những cây cầu về phương Đông khi bình luận về tuyên bố của ông Borrell rằng không có giải pháp đàm phán thay thế nào khác ngoài công thức hòa bình của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Lavrov nhận xét: "Đây là ngõ cụt, rõ ràng ông Borrell đang muốn lưu danh sử sách với tư cách là người bài Nga quan trọng nhất ở châu Âu." Điều đó cho thấy trí thông minh của các nhà ngoại giao và chính trị gia ở phương Tây đã bị thay thế bởi sự nghiệp dư hoặc điên rồ. Trước đó, ông Borrell đã kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các lực lượng vũ trang Ukraine VSU khi sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo ông Borrell, Kiev rất cần các hệ thống phòng không và muốn được phép toàn quyền sử dụng vũ khí của phương Tây. Được biết, ông Borrell không phải là người duy nhất đưa ra chủ ý này. Trước đó vào tháng 5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg cũng đã từng kêu gọi các đồng minh NATO từng cung cấp vũ khí cho Ukraine chấm dứt lệnh cấm Kiev sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg nói, đã đến lúc các đồng minh cân nhắc xem liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine hay không. Việc cấm Ukraine sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ. Các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, từng nhiều lần khẳng định họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Mục đích của lệnh cấm là nhằm tránh bùng phát xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây, điều mà Moscow từng nhiều lần cảnh báo. Ông Stoltenberg cũng thừa nhận nguy cơ gia tăng căng thẳng, nói rằng thách thức lớn nhất là ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO ở châu Âu. Nhưng ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc cung cấp vũ khí, huấn luyện và hoạt động quân sự với việc trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine nhưng chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia từ lãnh thổ NATO và các hoạt động chiến đấu ở Ukraine, đó là chuyện hoàn toàn khác. Ông cũng bình luận về đề xuất triển khai lực lượng ở Ukraine nếu chính phủ nước này yêu cầu, một ý tưởng đã từng được tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ trước đó. Vừa qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanani đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ rằng một sĩ quan quân đội Iran đã có mặt trên đất Ukraine để huấn luyện lực lượng Nga. Ông Kanani tuyên bố những cáo buộc vô căn cứ như vậy được đưa ra với động cơ và mục tiêu chính trị cụ thể. Lưu ý rằng những cáo buộc này trái ngược với cách tiếp cận có nguyên tắc của Iran đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông khẳng định Iran phản đối chiến tranh, nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt xung đột và giải quyết tranh chấp giữa Nga và Ukraine một cách hòa bình. Những phát biểu của ông Kanani được đưa ra sau khi Tổng trưởng lý Ukraine Andriy Kostin cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành chống lại một vị tướng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, vì nghi ngờ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo ông Andriy Kostin, cuộc điều tra cho thấy từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, các đại diện quân đội Nga đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc mua thiết bị bay không người lái tấn công Sahed-136 và Mohajer-6 cùng với các thiết bị liên quan. Hồi tháng 2, có thông tin Iran gửi 400 tên lửa đạn đạo cho Nga và nhiều tên lửa trong số này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 km đến 700 km. Ngay sau đó, Mỹ cảnh báo Iran về phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran thực sự đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Bình luận về thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lưu ý rằng Washington vẫn chưa thấy xác nhận nào về việc tên lửa đã di chuyển từ Iran sang Nga. Dù vậy, ông Kirby nói rằng Mỹ không có lý do gì để tin rằng Tehran sẽ không làm như vậy. Ông Kirby cảnh báo để đáp lại sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với cuộc chiến của Nga, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran trong những ngày tới và chúng tôi sẵn sàng tiến xa hơn nếu Iran bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Người phát ngôn cho biết, Mỹ sẽ đưa thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác của Washington về phản ứng tiếp theo. Iran đã nhiều lần và kiên quyết bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ngày 31 tháng 8, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết, một tàu Philippines neo đậu trái phép tại một bãi cạn ở biển Đông, sau đó nhổ neo và cố tình đâm vào một tàu Trung Quốc. Ngược lại, cảnh sát biển Philippines cáo buộc một tàu Trung Quốc cố ý đâm vào một trong các tàu của họ. Trước tình hình trên, ông Lưu Đức Quân, người phát ngôn lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đã kêu gọi Philippines rút quân khỏi bãi cạn ngay lập tức. Ông Lưu khẳng định, hải cảnh Trung Quốc sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm kiên quyết ngăn chặn các hành vi khiêu khích, quấy rối và xâm phạm, cũng như kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cũng như quyền và lợi ích hàng hải của đất nước. Global Times dẫn lời ông Lưu phát biểu họp báo, lúc 8 giờ 2 phút sáng ngày 31 tháng 8, tàu Philippines số hiệu 9701 kéo mỏ neo và tiếp tục hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Phản ứng với hành động đó, tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5205 đã tiến hành phát loa cảnh báo và thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm soát theo pháp luật. Đến 12 giờ 6 phút, tàu Philippines cố tình đâm vào tàu 5205 của Trung Quốc một cách không chuyên nghiệp và nguy hiểm, dẫn đến vụ va chạm mà phía Philippines phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Jay Tariela của lực lượng tuần duyên Philippines nói rằng chính tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5205 trực tiếp và cố ý đâm vào BRP Teresa Magbanua, tàu tuần duyên dài 97 mét của lực lượng tuần duyên Philippines. Ông cho biết tàu BRP Teresa Magbanua bị đâm 3 lần vào mũi tàu bên trái, mạn phải và mạn trái. Không có thủy thủ nào bị thương trong vụ việc, nhưng tàu của Philippines bị hư hại thủng một lỗ. Phát biểu với báo giới, ông Tariela nói rằng điều quan trọng cần lưu ý là tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm dù không có hành động khiêu khích. Ông cho biết đây là lần quấy rối trên biển thứ 5 trong tháng từ phía Trung Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines Alexander Lopez cho biết báo cáo về vụ va chạm mới nhất sẽ được gửi đến Bộ Ngoại giao Philippines để xem xét và có hành động thích hợp. Theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Philippines Marike Kansen bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với Manila và lên án nhiều lần vi phạm nguy hiểm đối với luật pháp quốc tế bởi Trung Quốc, trong đó có vụ cố ý đâm tàu mới đây. Hãng thông tấn Interfax trích dẫn dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho thấy một chiếc trực thăng của nước này chở 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách đã mất tích ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Chiếc trực thăng Mi-8T cất cánh từ một căn cứ gần núi lửa Vakazes lực lượng khẩn cấp thông tin trực thăng Mi-8 từ núi lửa Vekajes đến làng Nikolaevka. Nó không hạ cánh tại địa điểm định sẵn vào thời gian dự kiến lúc 7 giờ 15 phút theo giờ địa phương ngày 31 tháng 8 và mất liên lạc hoàn toàn. Chiếc trực thăng trên thuộc hãng hàng không Vityas Aero, cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviasia cho biết, báo cáo sơ bộ cho thấy trên trực thăng có 22 người, phi hành đoàn 3 người và 19 hành khách. Cơ quan này cũng cho biết đã cử một trực thăng Mi-8 khác đi tìm chiếc trực thăng mất tích. Không lâu sau đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng đã tham gia cuộc tìm kiếm. Một nhóm nhân viên cứu hộ trên bộ thuộc Trung tâm Cứu hộ Kamchatka cũng đã được triển khai. Một chiếc Mi-8 chở các nhân viên cứu hộ cũng đang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kỳ lúc nào. Theo hãng thông tấn RIA, tính đến 15 giờ 45 phút chiều 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục thống đốc vùng Kamchatka, ông Vladimir Solodov, cho biết tình hình thời tiết không thuận lợi và trời đã bắt đầu sầm tối, ảnh hưởng sâu đến việc tìm kiếm trên không. Ông Solodov cho biết hai đội cứu hộ đã được triển khai từ phía núi lửa Vekajes và làng Nikolaevka. Khu vực tìm kiếm chủ yếu đang là dọc thung lũng sông Bistraya, tức lộ trình bay của chiếc trực thăng. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng đã mở cuộc điều tra tìm nguyên nhân mất tích của chiếc trực thăng trên. Mi-8 là loại trực thăng hai động cơ được thiết kế vào những năm 1960. Nó được sử dụng rộng rãi ở Nga cũng như ở các nước láng giềng của Moscow. Mi-8 thường được dùng làm trực thăng vận tải nhưng cũng có thể được sử dụng làm sở chỉ huy trên không, trực thăng chiến đấu và trinh sát. Mi-8 được biết đến là trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ngành hàng không của nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tờ Kiev Independent cho biết các lệnh trừng phạt này bao gồm lệnh cấm các hãng hàng không Nga hoặc máy bay do Nga sở hữu sử dụng không phận liên minh châu Âu EU. Moscow còn chịu lệnh cấm xuất khẩu công nghệ liên quan đến hàng không, một số trong số đó được sử dụng trong trực thăng của Nga. Theo đó, thang điểm an toàn của các hãng hàng không Nga được cho là bị giảm sút khi các công ty nước này phải vất vả tìm kiếm phụ tùng hàng không thay thế liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Quân đội Israel thông báo phát hiện 6 thi thể trong đường hầm ở giải Gaza, được xác định là những con tin bị Hamas bắt cóc hồi tháng 10 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó xác nhận, đây là 6 thi thể của các con tin bị Hamas bắt giữ, được tìm thấy trong một đường hầm ở Rafah, trong đó có nạn nhân Hurst Goldberg-Polin, người mang hai quốc tịch Mỹ và Israel. Ông Biden nói, tôi rất đau lòng và tức giận. Thêm rằng, ông cùng người dân Mỹ sẽ cầu nguyện cho bố mẹ của host Tổng thống Biden nói thêm rằng, chắc chắn các thủ lĩnh Hamas sẽ trả giá cho tội ác này và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ cho một thỏa thuận để đảm bảo các con tin còn lại được thả. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho rằng Hamas phải bị diệt trừ và không thể nắm quyền kiểm soát giải Gaza thêm nữa. Bà Harris nói, tôi không có ưu tiên nào hơn sự an toàn của các công dân Mỹ, bất kể họ ở đâu trên thế giới. Tổng thống Biden và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết dành tự do cho người Mỹ và tất cả những con tin bị giam giữ tại Gaza. Lên án Hamas là tổ chức khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho rằng trái tim của cả nước đã bị vỡ thành từng mảnh sau khi 6 con tin bị sát hại. Ông kêu gọi gia đình của nạn nhân tha thứ vì đã không thể đưa con tin về nhà an toàn. Được biết, Israel đang tiến hành kế hoạch quân sự quy mô lớn ở giải Gaza để xóa sổ Hamas và tìm kiếm con tin. Theo cơ quan y tế giải Gaza, gần 40.700 người tại đây đã thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương vì giao tranh. Trước tình hình đó, hàng nghìn người Israel biểu tình kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ký thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để trao đổi con tin. Sau thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, về việc phát hiện nhiều thi thể trong đường hầm, diễn đàn con tin và gia đình người mất tích kêu gọi công chúng tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày mùng 1 tháng 9. Diễn đàn cho hay, Thủ tướng Netanyahu đã bỏ rơi con tin. Điều đó giờ đây đã trở thành sự thật. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hôm 31 tháng 8, quân đội Israel tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến cường độ cao trên nhiều mặt trận. Trong đó, hoạt động trấn áp quân sự tại khu bờ Tây đã bước sang ngày thứ tư ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại. Theo các nguồn tin khu vực, Hoạt động quân sự của Israel tại bờ Tây hôm qua tiếp tục tập trung vào thành phố Jenin và các vùng phụ cận. Ngoài lực lượng bộ binh hùng hậu, có xe tăng, thiết giáp và máy ủi hạng nặng yểm trợ, quân đội Israel còn triển khai máy bay chiến đấu và máy bay không người lái hỗ trợ hỏa lực cho các cuộc tấn công vào thành phố phía Bắc của bờ Tây này. Đặc biệt, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Haji Halevi hôm qua đã trực tiếp tới Jenin để đánh giá tình hình và khích lệ binh sĩ tham gia chiến dịch. Một số nguồn tin Ả Rập cho biết, nhiều khả năng quân đội Israel sẽ mở rộng hoạt động tấn công tại khu bờ Tây, có thể bao gồm cả các thành phố và trại tị nạn khu vực trung tâm và phía nam khu bờ Tây trong những ngày tới. Còn tại giải Gaza, bất chấp việc hoạt động tiêm phòng bại liệt cho trẻ em Palestine tại đây đã chính thức được triển khai, quân đội Israel hôm qua vẫn thực hiện nhiều cuộc không kích và tấn công bộ binh vào một số khu vực khác nhau ở Gaza. Trong đó, máy bay chiến đấu Israel bắn phá một tòa nhà ở thành phố Gaza theo chỉ điểm của lực lượng trinh sát. Tại thành phố Rafah, cực nam Gaza, bộ binh Israel tấn công nhiều địa điểm chứa vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng Hamas. Tại mặt trận phía Bắc, không quân và pháo binh Israel thực hiện nhiều cuộc bắn phá vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Trong đó có một tòa nhà thuộc khu vực Makaba. Ở chiều ngược lại, Hezbollah triển khai ít nhất một máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một địa điểm gần khu dân cư Beit Hilay ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư và thị trấn thuộc khu vực lòng chảo Galilee. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, tình hình xung đột tại Gaza và dọc biên giới Israel Liban trong ngày hôm qua đã hạ nhiệt đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, cả hai mặt trận này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao do quân đội Israel đang duy trì một lượng lớn binh sĩ và vũ khí tại đây, sẵn sàng cho việc đẩy mạnh trở lại hoạt động tác chiến bất kỳ lúc nào. Truyền thông Israel vừa đưa tin, một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yohab Galan đã xảy ra tại cuộc họp nội các an ninh Israel. Căng thẳng dâng cao đến mức Thủ tướng Netanyahu giận dữ đập tay xuống bàn. Theo tờ The Times ở Israel, tranh cãi nổ ra xoay quanh kế hoạch duy trì hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia dọc biên giới giải Gaza với Ai Cập. Trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin đang được đàm phán. Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị nội các an ninh bỏ phiếu thông qua các bản đồ do quân đội vẽ ra liên quan các khu vực mà binh sĩ sẽ được triển khai vị bộ trưởng giải thích tầm quan trọng của việc đạt thỏa thuận không chỉ giúp giải cứu con tin mà còn giúp giảm căng thẳng khu vực giúp quân đội chấn chỉnh đội ngũ và chiến lược nếu không có thỏa thuận quân đội israel sẽ bị sa lầy tại gaza làm gia tăng căng thẳng tại khu vực ông galan nói ông đang tự mình điều hành cuộc đàm phán từ khi nội các chiến tranh bị giải tán các nhà đàm phán vẽ ra bản đồ như ông muốn nhưng họ có quan điểm khác ông netanyahu sau đó đập mạnh tay xuống bàn và yêu cầu bỏ phiếu ngay lập tức dù tổng tham mưu trưởng quân đội Herji Halevi cũng bày tỏ sự phản đối. Ông Halevi nói, quân đội sẽ biết làm thế nào để đến và đi khỏi hành lang Philadelphia vào thời điểm cuối của 6 tuần đầu tiên của đợt ngừng bắn. Sau đó, nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực hành lang Philadelphia như một phần của thỏa thuận tiềm năng với phong trào Hamas về việc thả con tin và ngừng bắn. Một quan chức Israel giấu tên cho biết, 8 bộ trưởng đã nhất trí duy trì quyền kiểm soát quân sự của Israel dọc hành lang Philadelphia Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan bỏ phiếu chống, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir bỏ phiếu trắng. Hiện các điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian, bao gồm sự hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphi, một giải đất hẹp dài 14,5 km. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên quyết duy trì quân đội nước này ở đây. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này chỉ đàm phán về lệnh ngừng bắn dựa trên các đề xuất hồi đầu tháng 7 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Anera, nhóm cứu trợ Anera có trụ sở tại Mỹ nêu rõ một cuộc không kích của Israel mới đây đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng. Trên chiếc xe dẫn đầu của đoàn xe cứu trợ Anera chở thực phẩm và nhiên liệu đến Bệnh viện Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, Emirati, Giám đốc Arena phụ trách các vùng lãnh thổ của Palestine, Sandra Rasheed cho biết đoàn xe cứu trợ này đã được chính quyền Israel cấp phép và một nhân viên của Anera trong đoàn rất may được an toàn. Về phần mình, quân đội Israel cho hay cuộc không kích xảy ra sau khi một số kẻ tấn công có vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát chiếc xe. Cuộc tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi một chiếc xe trong đoàn của chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc bị Israel bắn liên tiếp khi đang di chuyển về phía một trạm kiểm soát quân sự của nước này ở trung tâm Gaza Duran đã nhận được giấy phép hoạt động của quân đội Israel. WFP sau đó đã phải tạm thời đình chỉ hoạt động di chuyển của nhân viên qua Gaza, trong khi Israel thông báo đánh giá ban đầu cho thấy chiếc xe của WFP bị bắn sau một lỗi liên lạc giữa các đơn vị quân đội nước này. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Good tuyên bố, chúng tôi đã thúc giục Israel ngay lập tức khắc phục các vấn đề trong hệ thống. Israel không chỉ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình, mà còn phải có hành động cụ thể để đảm bảo lực lượng phòng vệ Israel IDF không bắn vào nhân viên Liên Hợp Quốc nữa. Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin Na Uy đã lên án vụ tấn công vào xe của WFP, đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra ngay lập tức. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy Anbit Tevinerim nhấn mạnh Gaza là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi các nhân viên cứu trợ nhân đạo lại một lần nữa bị nhắm mục tiêu trong khi đang cung cấp hỗ trợ cứu sống cho dân thường. Hồi đầu tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết lực lượng quân đội nước này đã phạm sai lầm khi tiến hành không kích, khiến 7 nhân viên cứu trợ thuộc Tổ chức Viện trợ Nhân đạo World Central Kitchen WCK thiệt mạng ở giải Gaza. Ông Netanyahu thừa nhận sự cố bi thảm xảy ra là điều không may, trong đó lực lượng Israel đã vô tình làm hại những người không tham chiến ở giải Gaza. Đại diện WCK cho biết đoàn xe viện trợ đã bị tấn công khi đang rời nhà kho Dei Anbala sau khi bốc rỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ được đưa đến Gaza bằng đường biển, nhân viên của WCK đang di chuyển trên hai chiếc xe bọc thép có gắn logo của tổ chức từ thiện này cùng một phương tiện khác, đồng thời có phối hợp các hoạt động của họ với quân đội Israel. Bà Erin Gore, giám đốc điều hành của WCK nhấn mạnh, đây không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào tổ chức này, mà còn là cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức nhân đạo. Trong tình hình thảm khốc nhất, bà khẳng định điều này là không thể tha thứ được. Thời điểm đó, tổ chức từ thiện có trụ sở tại Mỹ này cũng cho biết họ sẽ tạm dừng các hoạt động tại Gaza và UAE, nước đã tài trợ cho việc vận chuyển thực phẩm do WCKC phân phối bằng đường biển đến Gaza. Các chuyến hàng sẽ tạm dừng để chờ bảo đảm an toàn từ Israel và một cuộc điều tra đầy đủ sau vụ việc. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, Quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga và Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 400 tên lửa các loại và máy bay không người lái tuần này Tờ Kyiv Independent cho biết tiếng còi báo động không kích vang lên tại nhiều khu vực ở Ukraine. Tại thủ đô Kyiv, không quân Ukraine tuyên bố phía Nga đã sử dụng tiêm kích MiG-31 để phóng nhiều tên lửa đạn đạo Kinza vào thành phố. Thông cáo không quân Ukraine trên mạng xã hội Telegram viết, những chiến cơ MiG-31 đó xuất kích từ căn cứ không quân savas của Nga. Thị trường thành phố Kyiv Vitaly Klitschko cho hay tình trạng mất điện đã xảy ra ở một vài quận trong thủ đô. Ở bờ bên phải Kiev, mất điện đã khiến việc cung cấp nước bị gián đoạn. Theo Kiev Independent, cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga cũng nhằm vào các tỉnh Odessa, Vinnytsia, Zaporizhia, Dnipro, Kriviri, Lviv đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản. Reuters dẫn thông tin từ phòng Tổng thống Ukraine, các quan chức cấp cao của Ukraine, bao gồm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Yulia Svidenko, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và tránh văn phòng tổng thống Ari Yermak đã bắt đầu chuyến thăm tới Washington. Trong cuộc họp đầu tiên của chuyến thăm, ông Yermak và ông Umerov đã thông báo tóm tắt cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về tình hình trên chiến trường. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 400 tên lửa các loại và máy bay không người lái trong tuần này. Phía Ukraine lưu ý rằng nước này cần tăng cường phòng không để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tại cuộc họp, ông Yermak nói rằng Điều quan trọng là Ukraine phải nhận được vũ khí từ các gói quốc phòng đã được công bố càng sớm càng tốt. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine mới đây xác nhận, Nga đã tấn công 10 mặt trận Ukraine trong 24 giờ qua, với 215 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Trong đó, trên mặt trận Kharkov, quân đội Nga tiếp tục các hành động tấn công, xung kích với 8 cuộc giao tranh diễn ra. Các cuộc giao tranh diễn ra đặc biệt gần các khu định cư Lipsy và Volchansk. Trên mặt trận Kupiansk, 25 cuộc giao tranh đã xảy ra trong suốt cả ngày. Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Sinkovka, Miasozarovka, Stepova, Novoselovka, Kolisnikovka và Lozova. Trên mặt trận Liman, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 23 cuộc tấn công của Nga. Trên mặt trận Sivetsk, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga. Trên mặt trận Kramatorsk, Quân đội Ukraine đã ngăn chặn 12 nỗ lực của Nga nhằm đột phá qua tuyến phòng thủ của nước này. Trên mặt trận Torezk, quân đội Nga đã cố gắng đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Torezk, Zalizne, Nelipovka và Shukhabanka 21 lần. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Pokrovsk, trên mặt trận Kurakhove và trên mặt trận Vremoka. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Shishky cho biết, chiến dịch Kursk đã gây chuyển hướng một số lượng lớn binh sĩ. Hiện tại, chúng tôi có thể khẳng định rằng khoảng 30.000 binh sĩ Nga đã được tái triển khai theo hướng Kursk và con số này đang tăng lên. Ông Shishky cho biết, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công ở khu vực Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi các khu vực khác. Ông cho hay, điều này chủ yếu liên quan đến các hướng Pokrovsk và Kurakhove. Tất nhiên Nga hiểu điều này. Vì vậy họ đang tập trung các nỗ lực chính của mình vào hướng Pokrovsk, nơi Nga tập trung các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất. Theo tướng Siskỳ, Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các khu vực khác đến bổ sung cho vùng Kursk. Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tiến gần Chachovya, Toresk, Pokrovsk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Tướng Siskỳ cũng thừa nhận, chiến dịch của Ukraine đột kích tỉnh Kursk của Nga là một chiến dịch có nhiều rủi ro, nhằm buộc Moscow phải chuyển hướng lực lượng khỏi khu vực then chốt ở tiền tuyến. Nhưng Nga đã không mắc bẫy. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhail Zirokhov thể hiện cái nhìn khá bi quan về tình hình Donetsk trong một bài phát biểu trên đài phát thanh NV. Ông thừa nhận đã có những thay đổi không có lợi và hệ thống phòng thủ ở một số nơi đã bị phá vỡ. Ông nói mình bị bất ngờ khi quân đội Nga quyết định không dốc toàn lực bảo vệ vùng Kursk mà vẫn tập trung lực lượng đến mặt trận Pokrovsk và Donbass. Chuyên gia này dự báo rằng nếu không có hoạt động phản công nào từ phía Ukraine trong những tuần tới, tiền tuyến ở đó có thể sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Ông cũng đề cập rằng, tình hình gần Rabotino, tỉnh Zaporizhia và Vuleda, tỉnh Donetsk cũng khó khăn tương tự và lãnh đạo quân đội Ukraine phải có hành động khẩn cấp trong những ngày tới. Bên cạnh đó, tờ Financial Times đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích của các binh sĩ. Theo tờ báo của Anh, do Ukraine đột kích vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng. Vốn liên quan tới việc tái triển khai hàng nghìn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhất của nước này, nên các lực lượng đang chiến đấu ở Donetsk bị kéo căng và phải vật lộn để giữ vững vị trí. Các chuyên gia quân sự khác, bao gồm cả những người trong nhóm Deep State, được cho là có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là hoàn toàn hỗn loạn. Họ tuyên bố rằng lực lượng Nga đã tiến nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev đột kích vào vùng Kursk của Nga so với những tháng trước đó. Quân đội Kiev cũng bày tỏ sự thất vọng của họ đối với ông Zelensky và các chỉ huy. Một quân nhân được FT trích dẫn nói rằng anh ta chưa bao giờ thấy điều gì như thế này và rằng mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh. Theo giới phân tích, hệ thống phòng không của Nga đang bị kéo căng, khiến nước này gặp khó khăn trong việc quyết định nên bảo vệ khu vực nào trước. Sau khi Ukraine thay đổi chiến thuật và tiến hành nhiều cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ phải xem xét cần bố trí hệ thống phòng không ở những nơi nào. Điều này đang tạo cho Kiev những cơ hội mới để nhắm vào các khu vực mà Nga có sự phòng thủ yếu hơn. Trong bản cập nhật tình hình xung đột, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK đánh giá, Nga dường như không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các khu vực của nước này. Ông George Baros, một nhà phân tích về Nga, tại ISVK cho rằng, Nga chủ yếu sử dụng hệ thống phòng không để bảo vệ những khu vực trọng yếu và những nơi dễ bị tấn công nhất. Điều này có nghĩa là một số nơi khác sẽ có lỗ hổng phòng không. Nếu Ukraine có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên này thì họ sẽ dễ tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố đã phá hủy 59 hệ thống phòng không của Nga vào tháng 6 năm 2024, trong đó có cả những hệ thống tiên tiến nhất. Tuy nhiên, Moscow chưa xác nhận thông tin đó. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang buộc Nga phải cân nhắc nơi cần bảo vệ bằng cách tấn công ngày càng nhiều các địa điểm ở Nga. Thời gian gần đây, phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công một số mục tiêu quân sự ở Nga. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn bởi trước đó, Kiev chỉ được dùng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Ukraine đã tăng cường sử dụng các phương tiện không người lái mang chất nổ, tập kích sân bay, cơ sở dầu mỏ nằm sâu hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga. Ông Justin Bronk, một chuyên gia tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Russi, nhận định: Kiev dường như đang theo đuổi một chiến lược rõ ràng, buộc không quân Nga phải rời khỏi các căn cứ của họ trong phạm vi vài trăm km tính từ biên giới Ukraina, hoặc buộc Moscow phải dành số lượng lớn hệ thống phòng không để bảo vệ những căn cứ này. Theo đánh giá của ISW, việc Ukraina gia tăng tần suất tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây áp lực lớn đối với mạng lưới phòng không Nga khiến Bộ Chỉ huy Quân sự Nga phải đau đầu phân bổ các hệ thống phòng không vốn có số lượng hạn chế để bảo vệ những mục tiêu mà họ cho là có giá trị cao. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đã tập trung một số hệ thống phòng không bảo vệ dinh thự của Tổng thống Putin tại Vandai, tỉnh Leningrad. Ông Michael Clark, chuyên gia tại Russia, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Anh cho rằng cả Nga và Ukraine có lẽ chưa bao giờ lường trước được tầm quan trọng và sự lợi hại của máy bay không người lái trong cuộc xung đột này người đứng đầu khu vực Tatarstan của Nga cho biết các công ty và chính quyền địa phương của Nga đang phải tự bảo vệ họ trước những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine thay vì dựa vào hệ thống phòng thủ quốc gia sau khi các mục tiêu trong khu vực bị tấn công. Lữ đoàn xe tăng số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết xe tăng Oplot thuộc về một trong những tiểu đoàn cấu thành đơn vị đã tham chiến bảo vệ khu vực Kharkov trước đợt tấn công của quân đội Nga. Thông điệp này rất có giá trị vì đây là lần đầu tiên xe tăng Oplot được nhắc đến trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột, đánh dấu thời khắc quan trọng đối với loại vũ khí nội địa nhận được rất nhiều kỳ vọng của Ukraine. Báo chí Ukraine nhắc lại, nhìn chung thì xe tăng chiến đấu chủ lực MBT T-84U Oplot hiếm khi được nhắc đến trong các nguồn thông tin công khai của nước này cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ có một tuyên bố được đưa ra vào tháng 5 năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine lúc bấy giờ là ông Oleksiy Resnikov về ý định đặt hàng xe tăng Oplot cho quân đội Ukraine và bắt đầu sản xuất hàng loạt chiếc MBT này. T-84 Oplot do Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí Kharkov Morozov phát triển, được thiết kế để phá hủy tất cả các loại mục tiêu trên mặt đất. T-84 Oplot được phát triển dựa trên dòng tăng T-80. Phương tiện có những cải tiến đáng kể giúp nâng nó lên vị thế của một mẫu xe tăng khác biệt. T-84 Oplot được trang bị giáp phản ứng nổ tích hợp duplex thế hệ mới bảo vệ chống lại các đầu đạn song song. Xe được trang bị hệ thống đối phó giúp giảm khả năng trúng đạn của hệ thống vũ khí chống tăng có điều khiển, tăng khả năng sống sót của xe tăng và kíp lái trong chiến đấu. Hiện tại, khi Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất dòng vũ khí nội địa, xe tăng T-84U Upload có thể đứng trước cơ hội xuất xưởng hàng loạt nếu chứng minh đầy đủ ưu điểm và loại bỏ toàn bộ nhược điểm cũ. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện nay chỉ có vài chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 và bản nâng cấp T-84U Oplot trong thành phần tác chiến. Việc chế tạo hàng loạt không được như kỳ vọng của chính quyền Kiev. Sau nhiều năm lĩnh vực quốc phòng của Ukraine đã bị tổn hại nghiêm trọng, lực lượng vũ trang nước này không cần T-84U Oplot đắt tiền, kém kinh tế và có nhiều khiếm khuyết. Vì vậy, chỉ có hơn chục chiếc được sản xuất. Một vấn đề đáng chú ý khác là khẩu pháo 125mm của xe tăng thiếu tính ổn định hay bị rung khi hoạt động trên địa hình gồ ghề khiến tầm bắn hiệu quả bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ được khoảng 50% so với quảng cáo. Đã hai thập kỷ sau khi những chiếc xe tăng đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, nhưng T-84U Opelot tiếp tục cho thấy những khuyết điểm, khả năng giải quyết vấn đề của Ukraine đang bị đặt dấu hỏi lớn nếu họ dự định nối lại sản xuất hàng loạt dòng chiến xa nói trên. Theo thông báo, EU đã chuyển khoản lãi đầu tiên thu được từ các tài sản ngân hàng trung ương của Nga bị đóng băng cho Ukraine và các quốc gia khác hỗ trợ Kiev. Tổng cộng 1,4 tỷ euro, tương đương, đương 1,5 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp với các ngoại trưởng EU, ông Josep Borrell cho biết số tiền này sẽ được sử dụng cho nhu cầu quân sự của Kiev và tài trợ cho ngành công nghiệp Ukraine. Ông Borrell tuyên bố, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng lãi suất bất ngờ từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Chúng đã được gửi đến Ukraine và những quốc gia sẽ cung cấp thêm thiết bị quân sự cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng các tài sản bị đóng băng đã cho phép EU thay đổi logic tài chính của viện trợ, giúp có thể cung cấp tiền trực tiếp cho Ukraine. Các quốc gia phương Tây đã đóng băng ước tính 300 tỷ đô la Mỹ tài sản có chủ quyền của Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Mặc dù cho đến nay, phương Tây vẫn chưa nhất trí về việc tịch thu số tiền này ngay lập tức. Nhưng vào tháng 5, EU đã phê duyệt kế hoạch sử dụng tiền lãi thu được từ các quỹ tổng cộng khoảng 3 tỷ euro mỗi năm. Kế hoạch phân bổ 90% số tiền thu được cho Quỹ Hòa Bình Châu Âu do EU điều hành dành riêng để viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi 10% còn lại sẽ được chuyển cho cơ sở Ukraine. Quỹ có nhiệm vụ trang trải các nhu cầu tái thiết của đất nước. Ông Borrell nói thêm, cho đến nay, cơ sở Hòa Bình Châu Âu đã hoàn trả tiền cho các quốc gia thành viên đã hỗ trợ Ukraine. Hiện giờ số tiền này đến từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Lần đầu tiên, chúng tôi tài trợ trực tiếp cho ngành công nghiệp Ukraine. Moscow đã nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc đóng băng tài sản, gọi đó là bất hợp pháp và cảnh báo sẽ trả đũa nếu số tiền này bị tịch thu hoặc khai thác. Bình luận về thông báo của ông Borrell, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích động thái của EU là tịch thu bất hợp pháp, cảnh báo rằng nó sẽ gây ra hậu quả pháp lý. Trước đó, Trang Swissinfo đưa tin, Thụy Sĩ sẽ không lựa chọn cách tiếp cận giống với liên minh châu Âu EU khi chuyển 1,5 tỷ euro lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và phòng thủ của Ukraine. Còn trang Euronews hồi tháng 7 đưa tin, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, nước này có khả năng sẽ chặn các khoản tiền mà liên minh châu Âu EU viện trợ Ukraine trong bối cảnh vấn đề an ninh năng lượng của nước này đang bị kiev ép đe dọa. Gần đây, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tiếp tục tuyên bố Budapest phản đối những cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga do nguy cơ gia tăng xung đột nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Hungary sẽ bảo vệ lập trường hòa bình tại hội nghị của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu EU ở Bruxelles. Phát biểu trên mạng xã hội, ông Sergei Zato chia sẻ, nếu ngày càng có nhiều vũ khí xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, nếu có những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga thì nguy cơ gia tăng căng thẳng và mối đe dọa cuộc xung đột sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi không muốn đối diện với nguy cơ này. Đó là lý do chúng tôi trình bày lập trường hòa bình tại Bruxelles. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani tuyên bố bên lề một cuộc họp của Liên minh châu Âu-EU rằng Ukraine không được phép sử dụng vũ khí của Italia để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Ngoại trưởng Tajani, Italia vẫn giữ nguyên lập trường về việc sử dụng những vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine Ông nhấn mạnh rằng Rome không có xung đột với Moscow. Ông Tajani nói, chúng tôi chủ yếu chuyển giao cho họ các hệ thống phòng thủ và giờ chúng tôi có kế hoạch gửi thêm một khẩu đội Samte. Hệ thống này có tính phòng thủ và không thể sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi nhắc lại rằng Italia không có chiến tranh với Nga. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không có chiến tranh với Nga. Do đó lập trường của Italia vẫn không thay đổi. Họ chỉ được sử dụng vũ khí của chúng tôi trên lãnh thổ Ukraine. Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp không chính thức với 26 người đồng cấp khác trong khối EU tại Bruxelles, Bỉ, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã kêu gọi EU thuyết phục Mỹ bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo ông Kuleba, Ukraine cần sự hỗ trợ từ các thành viên EU nhằm dỡ bỏ các hạn chế về việc tấn công tầm xa vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga đồng thời nói thêm rằng nếu những người ủng hộ Ukraine từ chối nhượng bộ về vấn đề này, thì Kiev có thể sẽ cầm chắc thất bại. Ông Kuleba nói, tất nhiên quyết định này chủ yếu nằm ở Mỹ và Anh, nhưng Pháp cũng có đóng góp quan trọng và là một phần của EU. Hồi giữa tháng 8, trên ứng dụng Telegram, người phát ngôn của Điện Kremlin Maria Zakharova cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây chế tạo trong cuộc tấn công khu vực Kursk của Nga. Bà Maria Zakharova cho biết, lần đầu tiên khu vực Kursk bị tấn công bằng các bệ phóng tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của Mỹ. Ukraine xác nhận sau đó rằng họ đã sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp trong các cuộc tấn công vào các cây cầu bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk của Nga. Các phương tiện truyền thông Anh, bao gồm Sky News và BBC đưa tin đồn đoán rằng Ukraine sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh trên lãnh thổ Nga Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận. Giới quan sát tin rằng vũ khí do Đức cung cấp cũng được sử dụng trong cuộc tấn công này. Đức là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine chỉ sau Mỹ. Cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngầm nới lỏng lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí của nước này tập kích vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Điều này được Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết tại họp báo sau cuộc họp không chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Praha, Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, về mặt chính thức, Washington chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, do lo ngại điều này có thể làm gia tăng căng thẳng trong xung đột. Từ Kiev, ông Alex Gatopoulos, biên tập viên về quốc phòng của Al Jazeera, đã thông tin rằng hiện có 13 quốc gia NATO đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây như xe tăng, hệ thống pháo binh và xe chiến đấu bộ binh bên trong lãnh thổ Nga. Các quốc gia này bao gồm Pháp, Anh, Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Hà Lan, Thụy Điển, Séc, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và Canada. Đài RT đưa tin, nguy cơ từ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV đã ít nhất 2 lần ảnh hưởng tới hoạt động của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thời gian gần đây. Tuyên bố của IAEA cho biết, chỉ trong vòng 10 ngày, nhóm thanh sát hạt nhân thường trực tại Zaporizhia vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng nổ và các dấu hiệu khác về hoạt động quân sự, đôi khi gần chính nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. IAEA viết, do có báo cáo về các mối đe dọa từ UAV trong khu vực, nhóm thanh sát đã được yêu cầu trú ẩn trong nhà và phải dời lịch lại chuyến đi thanh sát đã định trước đó. Cả Ukraine và Nga đều nhiều lần cáo buộc bên còn lại dùng đạn phá và UAV tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuyên bố của IAEA không xác định rõ bên nào đã sử dụng UAV tấn công vào nhà máy. Trong khi đó, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cảnh báo rằng sự liều lĩnh trong các cuộc tấn công của Ukraine có thể dẫn đến một sự cố hạt nhân lớn. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Polyansky lên án các cường quốc phương Tây vì không thừa nhận mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Ukraine đối với an toàn hạt nhân. Nga cáo buộc Ukraine nhiều lần nhằm vào tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine, cũng như nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh này bằng pháo binh và máy bay không người lái UAV. Theo ông Polianski, việc phương Tây không lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã thúc đẩy Kiev mạnh dạn nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk thuộc tỉnh Kursk của Nga theo cách tương tự. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, sự liều lĩnh này có khả năng gây ra một sự cố hạt nhân với hậu quả bi thảm cho toàn bộ châu Âu. Đây chính là hậu quả của lập trường vô nguyên tắc của phương Tây. Trước tình hình căng thẳng liên quan tới các cơ sở hạt nhân, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi kiềm chế tối đa từ mọi phía. Ông Grossi cảnh báo, các nhà máy điện hạt nhân được thiết kế để có khả năng chống chịu với các sự cố kỹ thuật hoặc do con người và các sự kiện bên ngoài, bao gồm cả các sự kiện thời tiết cực đoan, nhưng chúng không được xây dựng để chịu được một cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa từng gặp nhà sáng lập Telegram Pavel Durov, đài Sputnik của Nga, dẫn lời ông Peskov. Theo như tôi biết, họ chưa bao giờ gặp nhau. Vị quan chức này cũng cho biết ông Durov chưa từng có cuộc đàm phán nào với Điện Kremlin và nói thêm rằng không có thỏa thuận nào được đưa ra. Ngày 24 tháng 8, ông Durov, nhà sáng lập Telegram gốc Nga, đã bị bắt tại sân bay Paris-Le Bourget. Khi máy bay riêng chở ông từ Azerbaijan đáp xuống Paris, ông Durov bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ứng dụng nhắn tin vào mục đích bất hợp pháp, bao gồm khủng bố, lạm dụng trẻ em, buôn bán chất cấm, rửa tiền và gian lận. Tỷ phú 39 tuổi này cũng mang quốc tịch của một số quốc gia, bao gồm cả Pháp. Hôm 28 tháng 8, ông Durov đã được tại ngoại, nhưng ông bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và phải nộp 5,5 triệu đô la Mỹ tiền bảo lãnh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, ông Durov bị bắt vì điều tra tư pháp không liên quan đến chính trị. Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin cho hay, Nga không đưa ra đánh giá nào về việc pháp buộc tội CEO Telegram Durov, nhưng đang theo dõi quá trình điều tra. Ông Peskov nói, điều quan trọng là ngăn chặn cuộc điều tra đang diễn ra ở Pháp trở thành cuộc đàn áp chính trị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bác bỏ mọi mối liên hệ với chính trị trong vụ việc. Nhưng mặt khác, một số cáo buộc đã được đưa ra sau đó. Điện Kremlin cho rằng, dù ông Durov là công dân của Pháp và có mọi thứ cần để bảo vệ pháp lý cho mình ông peskov nói thêm chúng tôi cũng coi ông ấy là công dân nga và sẽ sẵn sàng hỗ trợ ông ấy nếu cần chúng tôi sẽ xem tiếp theo là gì nền tảng này đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi giám đốc điều hành ceo pavel durov bị bắt trước cả vụ việc xảy ra ở pháp telegram cũng đã nằm trong tầm ngắm của eu bị các quan chức cấp cao của khối này xem là một vấn đề nhưng giờ đây độc lập với cuộc điều tra của pháp ủy ban châu âu ec đang điều tra xem liệu số người dùng tại khối này của telegram có đạt mức tối thiểu để phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn hay không. Kể từ tháng 2, một luật mới được gọi là đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA buộc tất cả các nền tảng trong EU phải bảo vệ người dùng trực tuyến khỏi nội dung bất hợp pháp và có hại. Nhưng các nền tảng có từ 45 triệu người dùng trở lên, hoạt động hàng tháng tại EU phải có nghĩa vụ lớn hơn và được quản lý bởi EC chứ không phải là các cơ quan ở cấp quốc gia. Các nghĩa vụ này bao gồm xác định các rủi ro do nền tảng gây ra và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu chúng như đảm bảo hoạt động kiểm toán của bên thứ ba. EU đã xác định 25 nền tảng là rất lớn, trong đó có Facebook, Instagram, TikTok, X và YouTube. Telegram đã thoát khỏi các quy tắc bổ sung nói trên, vì cho biết có 41 triệu người dùng trong 27 quốc gia EU vào tháng 2. EC thừa nhận có nghi ngờ về tuyên bố này của Telegram nội dung vừa rồi, rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại